Hello đồng chí khỏe À, không xin đồng chào chí? chị Lisa. Hôm nay em lại lên diễn đàn của chị. Nhưng mà À. thực ra là chỉ thích mỗi mê mỗi cái diễn đàn này là vì lần nào thấy một cái cốc rất là to. Đúng không? To đẹp Không lắm kia mẹ. nó đấy không đấy đấy có đấy cũng là một cái cách để tạo ấn tượng đấy, phải nói công nhận. Tức là ngay lần đầu tiên vào cái diễn đàn của chị Lisa thì đã thấy là có một cái ấn tượng là vào xuôi sau ở bên ý nó có cái cốc to thế nhỉ, tức là cầm cái cốc đi uống có khi rồi nếu đang mệt mệt rồi có khi không cầm nổi lên để uống ấy, đúng không? Sao cái cốc Đúng không? bé thế? Ở Việt Hello. Nam bây giờ là chỉ cốc này thôi Cung đấy, ly, nhưng mà lần nào lên đấy cũng thấy có cái ấn tượng là có một cái cốc rất là to. À, xin chào cả nhà nhé, vừa rượu sang vào đây cả thầy Thanh Vũ này nhé. Thế thì hôm nay thì lên cái diễn đàn của người ở đất nước phát triển người Úc thì cũng muốn nói chuyện là như này. Thực ra thì cũng như là mình đã lên nói chuyện rất nhiều ở trên trên cái mạng xã hội rồi. Cái bọn bao que xỏ lá bọn tụt quần áo chạy, nhưng ở đây thì cũng phải nói rõ là cũng xin lỗi bà con, là những bà con nào mà đã quay trở về với quê hương đất nước thì chúng tôi không bao giờ dám có cái hành động hoặc là có câu nói để mạt sát bà con, mà chúng tôi chỉ nói những cái kẻ mà nó có chống cộng cực đoan rồi nó sống trong cái sự mù quáng và ngu dốt thôi đấy. Thì hiện nay theo bà con ở bên Mỹ thì gọi điện về cho tôi thì trước đây tôi đánh giá là bọn chúng nó còn khoảng độ 1/10, nhưng mà bà con ở Mỹ với Canada bảo không đến đâu, bọn chúng chỉ còn khoảng 1-2% thôi đấy. Thế thì đầu tiên ý, thì tôi cũng cho là bọn nó cứ không hiểu gì về tình hình đất nước ở trong Việt Nam mà nó cứ nói bừa. Thế nhưng sau khi một thời gian thì tôi thấy là không phải, không phải, chúng rất biết, chúng rất biết, chúng hoặc là chúng cũng rất biết ở cái xã hội Mỹ nó khác cái xã hội Việt Nam nó như thế nào, có những cái gì tốt và có những cái gì xấu, nhưng mà chúng giấu những cái xấu của nước Mỹ đi đấy, và chúng cứ luôn luôn coi như là đưa nước Mỹ lên trở thành một thiên đàng thiên đường, và chúng luôn luôn coi đất nước Việt Nam dưới chế độ cộng sản là một cái địa ngục. Ở đây thì chúng ta phải thấy như này này, là bọn chúng nói trong sự hằn học của căm thù cộng sản, tại vì trước đây đã đuổi chúng nó đi, mà đặc biệt là đa số những cái gia đình mà nó công chức ngày xưa, quan chức ngày xưa ấy, thì nó đang sống trong sung sướng, thì đã bị cộng sản vào giải phóng thì đuổi sang đấy nó làm cái kiếp nô lệ, cái kiếp mà đi ăn nhờ ở đợi, mà nó cảm thấy là rất là bị khổ cực, cho nên là nó cay cú. Không những đời của các cái tay ấy, bây giờ các tay nó chết nhiều rồi đấy, nhưng nó đã truyền lại cho con cháu cái lòng căm thù cộng sản đến xương tủy. Thế và vì vậy cho nên là tôi nói ra các cụ nhà mình đã có một cái câu rất là hay như này này, là không ưa thì dưa hóa giỏi đấy. Vì vậy cho nên là cái gì của cộng sản bây giờ nó cũng đều là xấu, thậm chí cho nên bây giờ chúng tôi thỉnh thoảng cứ 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 cứ, cứ móc máy cho nó đấy mà. Ví dụ như thỉnh thoảng ở bên Mỹ họ đưa tin về là bị đang bị lụt chỗ nọ lụt chỗ kia, tôi bảo lại do cộng sản sang gây, cộng sản Việt Nam sang gây lụt ở bên Mỹ đấy, ví dụ thế. Thế hoặc là cái hôm cái phim Việt Nam Vua ấy, của hai đạo diễn người Mỹ làm ra ấy, thì tôi còn nhớ mãi là có một tay nó cũng xưng nó là giáo sư cái gì đấy, nó lên cái chương trình Kali Today nó nói chuyện với Nguyễn Xuân Nam ấy, thì nó cũng bảo ra này. À rồi kể cả ông Nguyễn Xuân Nghĩa, chị Lisa Vũ có biết ông Nguyễn Xuân Nghĩa bên ý, bình luận gia nổi tiếng không nhỉ? Ông là nhà kinh tế gia đấy, nhưng mà bây giờ lại sang về đấy. Ông ấy cũng khẳng định một câu như này, xanh rờn như này này, là hai cái nhà đạo diễn ý đã cộng sản Việt Nam đã đút lót cho 30 triệu. Đâm ra nó mới làm cái phim ấy 30 triệu một lần. Đấy, cái phim ấy hết 30 triệu mà, thì nó bảo chính là tiền của cộng sản Việt Nam mà chị. Để cho hai nhà đạo diễn làm cái phim ấy. Đấy, tức là cái gì xấu, cái gì mà nói Việt Nam tốt, cái gì mà nói Việt Nam hay là do cộng sản hết đấy, những cái gì xấu xa ở nước ngoài là do cộng sản, cộng sản thì có xấu rồi đấy chứ, cái bọn nó là như vậy mà. Thế tôi đã nghe hai cái bài, một bài của ông Nguyễn Xuân Nghĩa và tôi có một bài bình luận để nói lại ông bây giờ đấy nhé. Đấy, thậm chí cái tay ở nó lên, tôi không nhầm là tay nó cũng xưng là giáo sư cái gì, tức là đại loại cũng rất là có học ở trong cái nhóm của chúng đấy, thì nó lên nó bảo này, cộng sản Việt Nam bây giờ nó còn cài được người của nó vào tất cả các trường đại học của Mỹ. Thế tôi bình luận một bài về hắn, tôi bình luận về câu của hắn, tôi bảo
Nếu mà Cộng sản Việt Nam nó đã cài được người như thế nhá, thì nay mai Cộng sản Việt Nam chiếm nước Mỹ rất đơn giản, đúng không? Bây giờ nó đã cài được vào tất cả các trường học như như vậy rồi, thì rõ ràng là nước Mỹ nó là tình báo đã quá là cả là mèng để cho Cộng sản nó vào nó cài được hết. Tức là ý của hắn là bây giờ là tất cả mọi các cái tuyên truyền ở bên Mỹ bây giờ cũng là do Cộng sản Việt Nam đấy. Nhưng mà phải nói qua đây thì phải nói tôi cũng rất tự hào cho cái ngành 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 tình báo của Việt Nam, phải nói là tay nó đánh giá rất cao ngành tình báo. Tất cả tôi nói nước Mỹ là khó cài được, CIA của Mỹ là nhất thế giới, cho nên làm sao mà có thể hoạt động ở trong nước nó một cách đơn giản được như vậy. Nhưng mà Việt Nam, Cộng sản Việt Nam giỏi cài được người vào tất cả các trường đại học ở Mỹ đấy. Chính vì vậy cho nên là hiện nay là có khi giờ tôi nói này nhá, có khi nay mai sẽ có những cái bài bình luận là ông Trump này có khi lại là người của Đảng Cộng sản Việt Nam đấy. Không vì ông lại ông lên nhá, từ ông lên nhá, Lisa Vũ có thấy với tất cả bà con đấy, từ hồi ông lên ông đã tuyên bố rằng là tôi sẽ làm hết tất cả cho nước tôi, và tôi khuyên các bạn cũng như vậy, và ông không can thiệp vào công việc nước khác. Và từ hồi bọn bà què nó tức nhất cái chuyện ông Trump là ông không có một câu nào nhắc đến nhân quyền của Việt Nam cả đấy, và ông cứ mặc kệ, hiểu không? Và ông còn nói rằng hôm tôi nghe ai Tô Minh Nguyễn là cái nhóm ở bên ấy đấy nhá, Tô Minh Nguyễn là cái nhóm mà cũng 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 không ưa cộng sản đấy nhá, nhưng mà tay cậu ấy thì mình công nhận là cậu nó có trình độ. Còn mình nghe trong một bài nói chuyện với đợt thì nó nói chuyện với Lê Xuân Nghĩa, chính mình nể cậu ấy là vì mình hôm mình vào mình xem nói chuyện với cậu Lê Xuân Nghĩa thì nó bảo là này, ông Trump ông đã nói là không thể đòi hỏi Việt Nam có ngay được những cái nhân quyền và dân chủ như Mỹ, vì hiện nay cái mức sống của họ, cái thu nhập của họ, cái kinh tế của họ nó còn đang kém xa nước Mỹ. Vì vậy cứ để cho người ta phát triển đi, và khi nào người ta phát triển lên bằng trình độ nước Mỹ thì lúc đó họ sẽ có cái như nước Mỹ, nó sẽ đạt được như nước Mỹ đấy. Mà vừa rồi một ông cán bộ nào của mình nói như vậy đấy, nhưng mà ông mời chị Lisa nói đấy. Mẹ có Nguyễn Thi à, nói là hai ông bà như kiểu ếch ngồi đáy giếng, xin mời Nguyễn Thi lên đây Thôi dạy cái đó không dỗ không không để ý. mấy cái người Thì xin ra ếch ngồi trên miệng giếng ấy, thì lên đây xin mời lên đây nói chuyện đi, ok chứ rồi. còn cứ nói người ta là ếch ngồi đáy giếng thì mình ngồi miệng giếng mình phải dạy dỗ người khác chứ, đúng không? Dương Vy ơi, Donald Trump không phải bị viên Cộng sản Việt Nam mua, mà đấy là đảng viên Cộng sản Việt Nam, ông Donald Trump này. Chứ không phải là nếu mà mua thì vẫn chưa ăn thua. Ông tức là Việt Cộng sản Việt Nam không những nó đã cài người được vào các trường đại học của Mỹ nhá, mà bây giờ nó còn cài được vào làm tổng thống Mỹ đấy. Nói thật thì đừng có đùa với Cộng sản Việt Nam. Thế còn nói Cái chúng nó ở bên này á, những cái người mà ở Việt Nam sang sang đây du học ấy, chúng nó là nói là toàn con ông cháu cha thôi. Thì đi. thử hỏi là có bao nhiêu du học sinh sang bên Úc, Mỹ, Canada để du học mà sao con ông cháu cha lắm thế? Mà chúng nó một nói như thế. một năm nhá, một năm mình nói cái này này, một năm là hôm vừa rồi nó tổng kết là có khoảng 50.000 sinh viên sang Mỹ học, riêng Mỹ đấy nhá. Vậy thì tức là 50.000 sinh viên thì cũng là toàn con ông cháu cha à? Chúng nó ngu lắm, chúng nó ngu lắm. Con ông cháu cha nó là mỗi mỗi một cái ông ủy viên Bộ Chính trị có một hai người con chứ bao nhiêu à? Ví dụ như thế có 18 ông, thế tôi cho hẳn là ủy viên Trung ương đi thì có hơn 100 ông thì cũng chỉ đến 300 400 đứa con thì bao nhiêu. Chứ làm gì có nhiều đâu nhá. Nhưng mà hiện nay tôi nói thật, Bên này mỗi một cái trường học nó nhận một du học sinh vào một năm phải đóng 30.000 tiền học phí là ít nhất, mà còn tiền ăn tiền uống tiền nhà tiền cửa nữa, ở đâu ra đó. Mà làm sao mà người Việt Nam nếu mà nghèo khổ không có ăn rồi khổ sở ấy, người ta lấy tiền đâu ra để người ta sang đây người ta du học hiện 30.000 nay một nhá, năm, mà chính đây là tôi nói bản thân đi nói cho xa Lisa mình vào hiểu, mình là người ở trong nước mình hiểu nhất đất nước mình, và như như mọi người biết đất. là tiếng nói của tôi lúc nào cũng rất là trung thực đấy nhá. Tôi đã nói từ rất lâu rồi chứ không phải bây giờ tôi mới nói, nước Mỹ hiện nay à, nước Việt Nam hiện nay nhé, không phải là nước nghèo đấy. Nước Việt Nam hiện nay cho tôi phân tích cho mọi người này, trong rất nhiều bài tôi đã phân tích rồi. Thứ nhất, nếu mà nói về chính phủ thì luôn luôn Việt Nam phải kêu rằng nước chúng tôi nghèo lắm, nước chúng tôi khổ lắm, nước chúng tôi sở lắm đấy. Để làm gì? Để cho tất cả các cái ngân hàng thế giới, tất cả các cái tổ chức quốc tế họ viện trợ cho Việt Nam, họ cho Việt Nam vay vốn với cái mức. Nhưng mà năm 2018 ấy,
Hết năm 2017 đến năm 2018 là chính thức ngân hàng quốc tế đã loại Việt Nam ra khỏi các nhóm các nước nghèo rồi đấy. Tức là không được ưu tiên vay vốn nữa đâu. Mặc dù ông kêu ông nghèo khổ đấy nhưng mà nó loại ra rồi. Cái thứ hai nữa là tôi chỉ nói thế này để chúng ta mới biết rằng Việt Nam chúng ta có nghèo nhé. Thực ra bây giờ người người dân Việt Nam chúng ta mức sống cũng rất là cao. Tính bình quân thì nó rất là trừu tượng. Thế nhưng mình phải thấy thế này. Chúng ta chỉ cần nhìn thế này này. Một, các nước khác ấy, họ chỉ có một hoặc hai mặt hàng xuất khẩu đứng đầu hoặc là nằm trong nhóm đầu thế giới là đất nước họ cũng đã khá lắm rồi. Ví dụ như là Thái Lan thì có gạo đứng đầu thế giới, Brazil thì có cà phê đứng đầu thế giới nhá. Thế mà đất nước họ cũng cũng đã khá lắm rồi. Thế nhưng hiện nay tôi được biết ý, Việt Nam chúng ta là có khoảng 10 mặt hàng nằm trong nhóm đứng đầu thế giới. Đấy. Đó, Cho nên Linh là Sở đấy nói là một. này. Linh Sở nói này này, nếu như mà các bạn so sánh về cái đồng tiền của Việt Nam với lại ở bên này đấy, thì hãy so sánh cái kiểu của người ta đi làm. Linh Sở nói cho mọi người nghe là sáng dậy sớm 6-7 giờ người ta đã phải dậy rồi, bắt đầu đi làm, lái xe đi làm, đến đấy đúng giờ làm xong rồi đến trưa đấy được 10 phút uống cà phê. Uống chưa xong được ngay cà phê lại phải đi vào làm tiếp, làm cho đến buổi trưa ăn ăn nhanh nhanh đến chuông nó kêu lên lại chui vào làm 8 tiếng là phải làm liên tục như thế rồi đi về, không có được chạch hàng chạch nối gì cả. Thì mọi người thử nghĩ xem nếu như mà mới với cái cách làm như vậy ấy, rồi nó như thế nào, chứ không có cái trò mà vừa làm vừa ngủ trưa như Việt Nam Không, đâu. bây giờ, thôi, đi ra Vũ nói tôi hiểu rồi. Nhưng ở Việt Nam hiện tại bây giờ nhá, chỉ trừ còn có một vài cái cơ sở hành chính, cơ sở mà họ còn lợi dụng được thôi. Chứ còn thực ra ở Việt Nam bây giờ các công ty ngay như cái công ty của vợ tôi nhá, lên nếu quẹt thẻ nhưng mà nếu muộn 1 phút là trừ tiền 1 phút, muộn 2 phút là trừ tiền 2 phút. Mà trừ theo cái kiểu công tố nhân chứ không phải là 1 phút là mấy nghìn đâu các bạn. Tức là đấy, còn nếu anh đi muộn bao nhiêu phút là không được vào nữa. Bây giờ là họ không kiểm người bằng cái con người nữa mà quẹt thẻ. Đấy, một cái công ty may thôi nhá, ở đây này người mà họ quẹt thẻ. Và hai nữa là vào đấy, tôi xin lỗi mọi người, tôi nói chuyện ở đây thì gọi là hơi quá, nhưng mà đi giải còn phải nghĩ đấy. Đi giải nhiều cũng bị nhắc nhở nhá. Thế tôi bảo là thế bây giờ thì nhiều hôm về tôi trêu vợ tôi bảo thế bây giờ nhỡ gặp phải cái bà lại yếu thận hoặc là ông ấy lại ăn chót dãi ăn bữa cơm rau cải nấu thì làm thế nào đấy. Thế chứng tỏ ở Việt Nam bây giờ cũng kỷ luật như thế Như nhá, chứ không phải mới ở nước ngoài đâu, không phải nước ngoài đâu đấy. Vì vậy nên Lân nói mình buồn cười ấy. Hôm nọ mình cũng đi làm xong bắt đầu đến cái giờ mình muốn đi toilet quá, xong rồi mình bảo mình, đứa bạn ngồi bên cạnh tao tao muốn đi quá, nó bảo thôi nhịn tí đi, sắp đến giờ nghỉ trưa rồi. đấy. Mà xin lỗi ở đây này, nhắc vui với mọi người một câu, các cụ như mình bạn có một câu này chắc là ai biết rồi đúng không, việc quan thì lay lức nhưng mà việc ý thì không thể dừng được. Tức là kể cả việc quan còn còn có thể bỏ được, nhưng tôi đố họ bỏ được cái gì nào mà mình bảo nhịn cố, hiểu không? Cho nên là nó khổ cái chú ý nhé. Thế nhưng mà đây mà mình muốn nói này này này, mà đi làm ở thì Việt mình Nam phải chúng ta uống bây giờ nhiều mà đi nhá, làm ấy thì mình phải uống nhiều nước, để cho người nó khỏe mạnh lên thì mình mới làm được việc, mà uống nhiều nước thì phải đi nhiều, thì lại thế cho nên là được thế nhưng mà nhịn. khổ cái thế này nha, là ở Việt Nam mình không phải bây giờ, nó không phải như cái thời bao cấp nữa đâu mà bảo là coi như là sáng xách ô đi chiều xách ô về, không có đâu. Bây giờ nói thật là thực ra sự là ở các công ty làm kinh doanh doanh nghiệp đấy, kể cả nhà nước bây giờ họ cũng làm ăn nghiêm túc chứ không thể nào có cái chuyện, vì bây giờ là các công ty của nhà nước bây giờ cũng cổ phần hóa rất nhiều. Rồi hai nữa là các công ty tư nhân ấy, nó đang là nếu họ quản lý con người không tốt thì chắc chắn là họ họ sẽ bị thua lỗ. Vì vậy cho nên là không không có cái chuyện. Cái thứ hai nữa nhá, là rất nhiều người, tôi thì tôi chưa đi nước ngoài nhưng rất nhiều người nước ngoài về. Hôm vừa rồi có một anh tâm sự, anh bảo này anh cứ nói với hộ em một câu như này, em đi khắp đất nước trên thế giới rồi nhá, em làm doanh nghiệp em đã đi khắp đất nước trên thế giới để làm ăn để ký hợp đồng rồi cũng đi du lịch nữa. Em xin khẳng định với anh cứ nói đúng một câu này, em nói danh dự anh không sai một thế nào. Làm lương 2 triệu Việt Nam còn sướng hơn làm 10 triệu ở các nước khác. Đúng Nếu mà tính rồi. ra tiền Việt Nam ấy nhá. Đúng rồi. Ở 2 triệu Việt Nam sống còn sướng hơn làm 10 lương 10 triệu ở
các nước khác, đặc biệt là các nước như Mỹ với Nhật cái gì, Úc các thứ ấy, là lương 10 triệu không bằng lương 2 triệu ở Việt Nam đấy. Và còn tôi có những cô bạn đây này, bây giờ cô nhắn tin về, ví dụ như hôm tôi với cô gọi điện thoại bằng Messenger này này nhá, thế tôi hôm nay tôi vô tình tôi ăn cơm với rau muống xào, xong cô nhìn thấy cô bảo ui rồi anh ăn rau muống xào ngon thế nhỉ, thèm đấy. Thế bảo thế em ở bên em nhưng anh bảo có, đúng cô bảo có anh ấy, nhưng mà 75.000 một mớ rau muống đấy, nhưng trong cái đó ở nhà chúng ta là 500 đồng, 500 đồng một mớ rau muống xanh non nhá, và nhà tôi xào bữa nào cũng bốn mớ, nhưng tôi ở Lisa Vũ ở bên ý cái bao tiền mớ rau muống à. Rau muống là rẻ nhất là 7 đồng một cân. 7 đồng tức 7 là tức đồng một mình phải cân. tính là tính ra tiền Việt Nam đó là bao nhiêu. Nếu mà tính ra 10 đồng là bao nhiêu? 100 bao nhiêu nghìn ạ? À? Một một 100 Đô ở bên đâu mình này không biết, là đô 1 đâu mình triệu không biết 8. là giá nó bao nhiêu. 1 triệu 8 ở ở Việt Nam, 100 bên này là 1 triệu 7 hay triệu 8 thì ở Việt Nam, tiền Việt Nam. À thế thì tức là thế thì 10 bảy đồng bảy là bao đồng của nó là nhiêu? phải, 7 đồng của nó là 100 bao cũng là hơn 100 nhiêu? à, à Đó. Đó. đúng không đấy, mà một cân Đó. rau là hơn 100.000 đúng không, Đó. nếu mà Đó. tính ra tiền Việt Nam đấy. Thế thì Đó. có dám xào, có dám xào đến bốn mớ chứ, ở Việt Nam nhà nhìn có ba người nhưng bữa nào rau xào rau muống xào bốn mớ to Rau đấy muống bên đấy. này Không nói chung là, nói chung là ở bên ý là thế này, cái lương nó cao nhưng mà các cái chi phí nó cao. Mình thấy đắt bảo ở bên 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 bên, bên Nhật ấy, là cái kem rẻ nhất cũng là 8 đô, mà 8 đô của họ thì cái kem rẻ nhất là cái 8 đô thì tính ra tiền Việt Nam nó phải 200.000 cái kem đấy. Thế như vậy cho nên mọi người chúng nó, mọi sự khập khiễng ở trên đời này nó đều là, à mọi sự so sánh nó đều là khập khiễng cả. Thế nhưng bọn chúng ấy thì nó biết, như ra Vũ và mọi người phải hiểu này, nó biết, tôi tìm hiểu rồi mà chúng nó biết nhưng nó cứ cố tình nói theo cái vế kia, vì cái mục đích của nó là bây giờ làm sao quay trở về cái khu nó nói như 70 nữa thế, cơ. nó nói như thế Đó, để chúng cho nó cũng phải những nói người như nữa. nghèo ở Việt Nam á, người nghèo ở Việt Nam người ta nghĩ rằng người ta thèm, giống như là một người người ta ăn trên một cái mâm cỗ xong rồi dơ lên để cho những người người ta có đói, người ta khổ á, để cho người ta Nhưng thèm. mà bây giờ Cái phải thực nói thật trạng với bên này thì Lisa nó với bà không con ở, thể được ở bên ngoài hải ngoại là như này, là sau khi mà anh em cộng đồng mạng cũng lên tiếng rất nhiều ấy, thì bây giờ bà con người ta không bị dễ bị lừa như thế nữa đâu, hiểu không? đúng Bây không? giờ người ta cũng chán nghe cái cảnh xuyên tạc bị bợm ấy rồi. Vì vậy cho nên là nói thật là bọn chúng ấy, cái mục đích của chúng nó là không phải yêu nước, bọn mục đích của bọn chúng nó cũng không phải là thương xót thì bà con mình đã nói rồi mà, nhưng cái mục đích của nó là làm thế nào để nhờ cái sức mạnh của bà con nhân dân ở trong nước này đứng lên lật đổ hộ nó cái Đảng Cộng sản. Vì chỉ tôn mình đã nói từ khi mình mới lên nói chuyện, mình bảo Mỹ Đây cũng đây đánh được đây Việt đây đây. Nam, Pháp đánh Thằng được Việt thằng Nam. thằng thằng này nó nói cái gì nhở? Tao làm một năm trên 50.000 đô, tao thấy còn sướng hơn hai con bò ngồi nói Ừ, thật phét. đấy, Một đúng là với bọn này mà, đối với bọn nó kệ nó, cho nó nói cho nó sướng, nó tự sướng cho nó sướng mồm, thế thôi kệ đấy, mình hãy sống bằng thực tế, thế sướng còn hay không chắc thì làm tự gì ông này, mày bọn này hiểu. nó càng nói nó càng ngu đấy, hiểu không? Phu chung à, mày sướng hay là không sướng thì tự mày hiểu thôi, chứ còn Thằng phu nói chung như này, phu chong này, thằng thế phu chong này là mình biết là mấy lần mình lên live stream nó cũng lên đấy nha. Vì việc mồm không chó cứ sủa đường ta cứ đi nhá, nhưng mà lên đây để nói rõ về chúng nó là như thế này nhá. Chúng nó thì cứ tưởng rằng coi như là đi ăn nhờ ở đậu thế là sung sướng, nhưng nói thật là ngay cả Lisa Vũ đấy cũng thấy thế thôi. Rõ ràng là không có đâu bằng quê cha đất tổ của mình, bần cùng bất đắc dĩ mới phải đi sang nước khác để sung sống thôi nhá. Chứ còn ở bên ý ngay là như họ phong tục tập quán khác rồi, tất cả mọi cái họ khác. Mình còn nhớ có một lần giống Lisa Vũ về Hải Phòng cái gì đấy, xong rồi live stream bảo đang được ngồi ăn cái gì buổi đêm ở Hải Phòng, có phải hình như bên Úc nó không có cái trường hợp ý đúng không? Đây ở Việt Nam chúng ta anh em tối đến nuôi rủ nhau ra ăn chân gà nướng rồi ăn các cái dư vân vân như ở ngoài vỉa hè, nó rất là vui và rất là ngon đó. Đấy là cái phong tục tập quán mỗi nước mỗi khác. Và vì vậy nếu như ở Việt Nam chúng ta, nói thật bây giờ tôi không cần giàu đâu, nếu ở Việt Nam cứ chịu khó làm nhá, như hai vợ chồng tôi đây này, không cần, không chịu, không cần phải nhiều. Lương vợ tôi bây giờ nó làm trên ý cũng được khoảng 6 đến 8 triệu một tháng, nếu tháng nào nhiều thì là 8 triệu nhá. Thế bản thân là tôi ở nhà nếu kiếm được độ dăm chạy triệu nữa, thế là sống nó thật là không thiếu cái gì. Đây điều hòa bây giờ bật suốt ngày suốt đêm đấy, hiện nay đang ngồi trong vòng điều hòa đây, mọi người kêu ở bên ngoài đang 39 40 độ, nhưng tôi cứ ngồi tôi làm việc trong vòng điều hòa suốt ngày suốt đêm này đấy.
Thế thì cuộc sống nó như thế là cũng có đầy đủ tất cả tiện nghi mọi cái, đúng không? Thích đi một năm, thích đi du lịch mấy chuyến thì đi, mà đi du lịch trong nước nó rẻ lắm, chứ nó không như là đi du lịch như các nước ngoài đâu, thậm chí các nước ngoài vào Việt Nam còn bị đắt hơn người Việt Nam. Đấy, du lịch Việt Nam ở đây bây giờ ví dụ như là hai vợ chồng cả gia đình đi chuyến Sầm Sơn 3 ngày thì chỉ mất độ mấy triệu, rất là thoải mái. Vì vậy cho nên là chúng nó cứ tuyên truyền kệ chúng nó, hiểu không? Nếu chúng nó yêu nước ấy, thì như vừa rồi mình đã nói chuyện đấy, bà con ở miền Tây kìa, Tây Bắc kìa, đang bị lũ lụt đấy, sao không gửi về mà ủng hộ bà con, lại cứ gửi về cho ba dăm ba cái đứa nó lừa bịp để nó giả vờ nó đi chụp cái ảnh biểu tình, giả vờ chụp cái ảnh chuột ôm cờ hôm tiếp, thế là bắt đầu lại gửi tiền về cho nó. Bây giờ đây thương bà con, thương đất nước Việt Nam nghèo đây này, gửi tiền về cho bà con chả thấy có một cái mống nào, từ tên Nguyễn Phương Hùng cho đến tất cả mọi cái lúc nào cũng khóc lóc thương Việt Nam lắm, mà chả thấy khi bà con bị bão lụt thì chả thấy có cái động tĩnh gì. À thế bây giờ cứ mồm cứ cứ nói chỉ được cái nói ấy. Thấy không? Bà con làm một nắng hai sương nuôi được con cá con cua xuất khẩu sang bên ý, nó lại không cho mọi người bên ý ăn đấy, đấy bây giờ yêu Việt Nam thương thương bà con Việt Nam à, lũ chúng nó thì làm cái gì đâu. Nhưng mà mình có một điều này này, những người ta gọi điện về cho mình người ta bảo nói thật chúng tôi ghét chúng nó lắm, thế nhưng mà khổ cái là chúng nó là cái loại bần cùng khổ dây, cho nên là đâm ra là nó hơi khó sống ở chỗ là chúng tôi là những người chấp hành pháp luật, nó như ở trong nước này mà. Thế như như bọn mình bây giờ thì bọn mình không 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 khinh cái bọn đầu gấu, khi cái bọn bọn bá que khinh bọn đầu gấu trong nước lắm, nói thật thì đấy, dân anh chị trong thằng nào xăm chỗ nghiện hút thì ra cái gì đâu, nhưng mà vì nó là cái bọn cùn đâm ra mình bọn mình không muốn dây, nhưng may ở trong nước này được cái là an ninh họ làm rất mạnh, chính vì vậy cho nên là chúng nó không dám ti đe. Nhưng ở bên Mỹ là họ làm không được mạnh lắm, cho nên là cái bọn này nó cứ cùn lên, nó cứ đến nó cà khịa rồi thì những người làm ăn nghiêm túc người ta tránh thôi, nhưng mà người ta ghét là chứ không phải chúng nó sung sướng gì đâu, chúng nó nhục đấy. Đấy. Ngoài mồm với chúng nó cứ tưởng nó giả vờ như thế thôi, nhưng mà thực ra trong bụng chúng nó nhục lắm, và chúng nó cũng 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 cảm thấy nó ấy lắm. Chúng nó cứ nghĩ rằng như cái thằng Benny Trương, cái thằng Tân Trai lên thì không? Mình lên đây 2 lần mình nói rồi, nhờ xong các cậu cứ bảo là mình là trưởng ban tuyên giáo, mà không, ông nhầm, ông nghe giọng tôi, ông đừng nói tôi là người cộng sản, ông đừng nhầm, tôi chỉ nói những cái đúng thôi chứ không phải là tôi ghét, tôi không phải đấy. Vì vậy cho nên là nhưng chỉ có cái là các ông chỉ toàn nói sai và chỉ các ông chỉ thích xuyên tạc, đâm ra người dân người ta không nghe, và hai nữa là khi mà tranh luận thì các ông bao giờ cũng thua, bởi vì các ông không có sự thật. Nó nhá, cả ba đứa này Jenny Trần này Tân Thái này Benny Trương chỉ cho mình lên đúng một lần, mà thậm chí lên xong còn cắt mình ra dở cả đấy, cắt mình ra dở chứ không cho nói được hết cả câu chuyện đấy. Đi mình lên mình quen tức mình vặt vặt cho nó cắt con hết hết nói một phép này, hiểu? Ở ngoài cứ nói như là đúng rồi, người ta trong nước đây người ta suốt ngày Việt Nam chết đói, Việt Nam giờ bị đàn áp, Việt Nam bị thế nọ, Việt Nam bị thế kia đấy. Như cái hôm đấy, nhắc lại một tí cái lâu cái hồi giữa năm ngoái, giữa năm 2017 mình nghe đầu năm 2017 Đinh Quang Anh Thái nói với ông Ngô Nhân Dụng này, ở Việt Nam mà em nghe có người sang đây nói chuyện ở Việt Nam nhé, nếu nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam thì không sao, nhưng nếu ai cứ cất mồm để nói xấu Đảng Cộng sản Trung Quốc là bị thủ tiêu ngay, bị bắt và thủ tiêu ngay. Đấy. Thế thì hôm ấy như mình nghe cái câu chuyện mình tức quá, mình hôm ấy mình nói bà xong mình bảo này nhé, tôi nhắn lời gửi đến ông Đinh Quang Anh Thái, tôi mời ông về nước và tôi xin bỏ tiền, tôi nghèo nhưng tôi bỏ tiền vé máy bay khứ hồi cho ông. Ông về nước này và về đến Nội Bài tôi đón ông và tôi đưa ngay đúng đến cửa Đại sứ quán Trung Quốc, và tôi nói rằng chị đặt vào Đại sứ quán Trung Quốc, tôi bảo thằng Tập Cận Bình là thằng đèo cáng và Đảng Cộng sản Trung Quốc là bọn đèo cáng, toàn nói với đằng làm một nẻo đối với nhân dân Việt Nam đấy, để xem chúng nó có giết tôi với thủ tiêu không. À Thằng Lâm Sơn Lâm hả? Ông nội mày mới đi casino về, nghe thằng này nói chuyện tao tưởng đang xem hài. Tao mời mày lên đây nói xem mày nói được cái gì khôn hơn người đấy ta thì không. tao cũng mời nó lên đi, đúng Come on. Come on. Come. We have a conversation. Nói đây. rồi. Mẹ thằng chó chết. Chỉ được cái nói phét, mày mà có tiền mày đi lên casino thì á mày á đi ra chỉ có mất mẹ mày quần thôi, tình tướng Đi casino là ngu chứ không phải là khôn gì đâu mà khoe. À khoe. casino này chỉ có đuôi béo chúng nó chứ, người Việt Nam ấy bây giờ chỉ có một số kẻ ngu ở trong miền Nam ấy là đi vào casino bên Campuchia thôi, chứ còn những người khôn người ta không đi casino đâu, đừng có nghĩ thế là văn minh, hiểu không? Đi vào cái chỗ cờ bạc bịp thì có bao nhiêu tiền làm nướng hết cho chúng nó mà tưởng hay.
Việt Nam họ khôn lắm. Ngay cả cái chuyện chúng nó rất hy vọng, nói thật với Lisa Vũ này này, chúng nó rất hy vọng Việt Nam mình có những cái cuộc cách mạng màu như là cách mạng cam ở Ukraine hay là cách mạng hoa nhài ở Ai Cập đấy. Nhưng người dân Việt Nam họ khôn, nếu cần thì họ cũng sẽ đồng lòng đứng lên đấy để mà Sơn có làm một cái cuộc cách mạng nhé. Nhưng không phải là họ nghe theo những cái lời xuyên tạc bậy bạ mà họ làm đâu. Tại sao trước đây Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ kêu gọi một câu toàn quốc kháng chiến hay là toàn quốc khởi nghĩa thì lập tức là cả nước đứng dậy, là vì người ta thấy là cái Chủ tịch Hồ Chí Minh là con người vì nước vì dân, đang đứng ra lãnh đạo nhân dân, đi đúng đường, đường đúng hướng, giải phóng cho dân nghèo. Đất mình hôm bọn nó cứ nói bác Hồ thế nọ thế kia, Chủ tịch Hồ Chí Minh thế kia, tôi mình bảo thế này không cần phải nói nhiều nhé. Các người nếu giỏi được như Chủ tịch Hồ Chí Minh, các người làm sao mà giỏi được như thế đi. Hay là nếu các người bảo Chủ tịch Hồ Chí Minh bị bợ với mỹ dân thì các người hãy bị bợ với mỹ dân như thế đi, thì các người cũng sẽ có được nhân dân Việt Nam đấy, ủng hộ đấy đấy. Cho nên là chúng nó ngu lắm, chính bọn nó rất ngu. Cái bọn ba que nó có hai cái điểm này mà là chúng nó không sửa được ông này. Thứ nhất ông nội Sơn Năm nên nên nói chuyện đi ông nội đẻ ngược. chúng nó thôi kết luận câu này xong rồi để xuống để Lisa Vũ mời chúng nó lên nhé. Kết luận câu này, chúng nó có hai cái điều này mà như cựu chiến binh Trần Ngơ có nhắn lời rồi đấy. Thứ nhất là chúng ngu và thứ hai là chúng không biết xấu hổ đấy. Cho nên cựu chiến binh Trần Ngơ trong một bài nói chuyện ý, đã nói vào đây mình nhắc lại cho lũ ba que thế này này: chúng mày hãy dũng cảm đứng ra nhận chúng mày là loại ngu dốt, chúng mày là loại không hiểu biết và chúng mày là loại kém cỏi. Nếu chúng mày nhận được như vậy thì đời chúng mày sẽ khá lên. Còn nếu chúng nào mày lúc nào cũng là quân đội Sài Gòn nó đứng thứ tư thế giới, chứ lúc nào cũng là hòn Sài Gòn hòn Ngọc Viễn Đông, nhưng mà nếu chúng mày còn luôn luôn có cái ảo tưởng ấy thì đời chúng mày suốt đời làm nô lệ và suốt đời chúi mặt vải dưa. Nói thật như thế đấy nhá. Thế tôi xin cảm ơn Lisa đã có tạo điều kiện để lên nói chuyện, để xin cảm ơn bà con đã theo dõi nhá. Rồi Doãn như Nân nhá. rồi. Ok, chúc cả nhà vui vẻ.